để theo dõi trận tứ kết đơn nữ SEA Games 32 giữa Vũ Thị Trang và tay vợt được xem là mạnh nhất tại SEA Games 32 năm nay, đó là Chai Wan. Chai Wan của Thái Lan hiện đang xếp hạng 23 thế giới. Chai Wan trong trang phục màu đỏ, trong khi đó Vũ Thị Trang thi đấu với trang phục màu xanh. Game 1 của trận đấu bắt đầu, trận tứ kết đơn nữ SEA Games 32. Những tình huống điều cầu rất hiểm hóc của Chai Wan. Điểm số đầu tiên ở game 1 thuộc về Chai Wan. Cách đấy ít phút thì ở trận tứ kết đơn nữ đầu tiên, Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đã phải nhận thất bại rất đáng tiếc trước Tri Wadoyo người Indonesia. Wadoyo có thứ hạng thế giới thấp hơn Vũ Thị Trang, nhưng tay vợt người Indonesia đã xuất sắc đánh bại Nguyễn Thùy Linh ở trận tứ kết đơn nữ với tỷ số 2-1. Tỷ số các game là 21-8, 14-21 và 21-17. Ở game cuối cùng, Thùy Linh và Wadoyo hòa 17 đều, nhưng sau đó Thùy Linh của chúng ta đã mắc những sai lầm và để đối thủ lên liền 4 điểm, giành chiến thắng 21-17 trong game quyết định. Như vậy là Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đã bị loại tại SEA Games 32. Và bây giờ thì Việt Nam chỉ còn một đại diện duy nhất là Vũ Thị Trang. Dù vậy thì đối thủ của Vũ Thị Trang thực sự là một thử thách quá lớn dành cho tay vợt Việt Nam, đó là Chai Wan. Chai Wan hiện đang xếp hạng 23 thế giới. Chai Wan đang dẫn trước Vũ Thị Trang 4-1. Điểm cho Vũ Thị Trang. Cú smart tốt của vận động viên Việt Nam. Đó là một tình huống đập cầu rất nhanh. Cú trái rất dẻo đến từ Chai Wan. Quá hiểm hóc. Điểm cho Chai Wan 5-2. Ở giải Thụy Sĩ mở rộng gần nhất thì Chai Wan đã phải nhận thất bại trước Putri Wadani của Indonesia với tỷ số 0-2 ở vòng 1/16. Đến với SEA Games 32 thì Chai Wan được đánh giá cao nhất sẽ giành tấm huy chương vàng nội dung đơn nữ một cầu lông SEA Games 32 cùng với người đồng đội của mình, đó là Supanida Kathithong, người cũng sẽ chốt trận tứ kết với Isuria Khan của Singapore ngày hôm nay. Điểm cho Vũ Thị Trang 4-5. Ngày hôm nay ở nội dung tứ kết đơn nam thì Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng của Việt Nam cũng sẽ thi đấu. 6-4 cho Chai Wan. Chai Wan là vận động viên rất trẻ, sinh năm 2001, năm nay 22 tuổi. Trong đó Vũ Thị Trang sinh năm 1992 và sắp bước sang tuổi 31. Lúc này thì Chai Wan vẫn đang dẫn điểm trước Vũ Thị Trang 7-4. Bỏ nhỏ. Tốc độ di chuyển và khả năng phòng thủ của Chai Wan là những điểm mạnh của vận động viên người Thái Lan. Đục trái đi ra ngoài của Vũ Thị Trang, 8-4 cho Chai Wan. Cầu trái tay và
cầu đã đi ra ngoài, rất đáng tiếc với tình huống vừa rồi của Vũ Thị Trang. Chín bốn cho Trai Hoàn, đó là tình huống cầu vẫn trong sân ngoài tầm với của Vũ Thị Trang. Thêm một điểm nữa cho Trai Hoàn, 14. Bước vào trận chung kết này thì Vũ Thị Trang đã vượt qua tay vợt người Philippines, đó là Bianca Maria với tỷ số 2-0. Sau các game là 21-3 và 21-16. Rất dễ dàng với cú đập cầu trên lưới vừa rồi của Trai Hoàn, 11-4. Và hy vọng lớn nhất của nội dung đơn nữ liên cầu lông SEA Games 32 Việt Nam đó là Nguyễn Thùy Linh đã phải nhận thất bại 1-2 rất đáng tiếc trước Wadoyo đến từ Indonesia. Thùy Linh để thua game đầu 8-21 và sau đó đã thi đấu đầy nỗ lực giành chiến thắng game 2 21-14, nhưng ở thời điểm game 3 thì điểm quyết định rất căng thẳng 17-7 thì Thùy Linh của chúng ta dường như đã gặp một chút vấn đề về tâm lý và để thua liền 4 điểm, chấp nhận kết quả thua 17-21 ở game cuối. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Thùy Linh. Và bây giờ thì Vũ Thị Trang là niềm hy vọng còn lại của cầu lông Việt Nam của nội dung đơn nữ. Trai Hoàn 12-4, cú đập cầu rút lưới của Vũ Thị Trang. Thì nó sang cái sân của Thái Lan.
8 cho Taiwan. Được vừa thông báo lúc này chúng ta dẫn trước một chút điểm. Chúng mình muốn chờ với Nguyễn Thị 16-8 rồi. Nó chỉ muốn từ từ ra ngoài sân của Vũ Thị Trang. Và bây giờ 9-16. Từ trong sân, một cầu thủ xuất sắc của Vũ Thị Trang điểm cho Taiwan 17-9. Không ai mở đầu bảng điểm cho Vũ Thị Trang. Taiwan chính là ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Và thêm một điểm nữa cho Vũ Thị Trang, cách biệt chỉ còn là một điểm mà thôi. Rất tuyệt vời tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của Vũ Thị Trang ở game 1 vì đã có dẫn điểm khá sâu. Nhưng Vũ Thị Trang chúng ta bây giờ đã rút ngắn cách biệt. Đây là một điểm số quan trọng. Một lốp cầu tốt của Vũ Thị Trang. Kết thúc. Cơ hội không được. Taiwan phòng ngự thực sự là ngoạn mục.
rất đáng tiếc với tình huống xử lý vừa rồi của Vũ Thị Tràng. Cầu bền. Trẻ Hoàn rất hay ở những tình huống phòng ngự. Vũ Thị Tràng đã có cơ hội thực hiện những lúc cầu tấn công nhưng sau đó đều thất bại. Những vận động viên của Thái Lan, những tay vợt của Thái Lan luôn được biết đến với khả năng phòng ngự và di chuyển rất linh hoạt. Bây giờ thì cách biệt là 2 điểm. Thời điểm cuối ở game 1. Cầu ngoài, rất đáng tiếc, game point dành cho Trai Wan. Sau khi Nguyễn Thùy Linh bị loại thì bây giờ Vũ Thị Tràng là niềm hy vọng duy nhất của cầu lông nữ Việt Nam tại SEA Games 3. Lúc cầu cuối sân. Rất hay. Đó là một tình huống lúc cầu dọc dây làm bất ngờ Trai Hoàn của Vũ Thị Tràng. 18-20. Vẫn là game coi dành cho Trai Hoàn. Đây là trận tứ kết đơn nữ thứ hai trong ngày hôm nay. Sẽ còn 2 cặp tứ kết nữa. Kumang Ayu của Indonesia gặp Megali Yishi của Singapore và Isiria Khan của Singapore đối đầu với Supanida Kathithom của Thái Lan. Cặp tứ kết đầu tiên thì Nguyễn Thùy Linh đã để thua Wadoyo của Indonesia 1-2. Rất đáng tiếc. Game point dành cho Trai Hoàn. Bố nhỏ. Điều cầu khá hiểm của Trai Hoàn. Điều cầu cuối sân. Những cú lốp có vẻ như hơi mạnh của Vũ Thị Tràng. Như vậy là Trai Hoàn đã giành chiến thắng ở game 1 với điểm số 21-18. Trận đấu thực sự vất vả với Vũ Thị Tràng. Dù đã có những lúc Vũ Thị Tràng có thể tiến đến chiến thắng sau một loạt điểm rất ấn tượng. Hai tay vợt sẽ đôi chân để chuẩn bị cho game đấu thứ hai. Huấn luyện viên trưởng của cầu lông Việt Nam lúc này vẫn là huấn luyện viên Chu Việt Bắc cùng với huấn luyện viên Ngô Trung Dũng. Yeah.
Như vậy là game đầu tiên thì Vũ Thị Trang của Việt Nam đã phải nhận thất bại trước Taiwan. Taiwan xin được nhắc lại là tay vợt ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng tại SEA Games 32 nội dung đơn nữ. Lúc này thì Taiwan đang xếp hạng 23 thế giới, cao hơn cả Nguyễn Thùy Linh. Điểm số đầu tiên ở game 2 thuộc về Taiwan với một cú smash dọc dây. Trong buổi chiều hôm nay thì tại sân số 2, những trận tứ kết đôi nam sẽ diễn ra. Lê Đức Phát của Việt Nam gặp Dwi Adoyo của Indonesia và Hải Đăng cũng gặp Christian Adinata của Indonesia. Có thể nói là nhánh đấu không thực sự dễ chịu một chút nào cho Hải Đăng và Đức Phát khi Dwi Adoyo và Christian Adinata là hai tay vợt mạnh nhất tại SEA Games 32 năm nay nội dung đơn nam. Có thể nói là Vũ Thị Trang đang có được một sự khởi đầu tốt ở game 2. 3-1 cho Vũ Thị Trang. Hy vọng Vũ Thị Trang sẽ duy trì phong độ ở phần còn lại của trận đấu này. Một cầu tốt. Lượt cầu cuối sân. Rút lưới, điểm cho Vũ Thị Trang, 4-1. 4 điểm liên tiếp cho tay vợt của Việt Nam. Và bây giờ Vũ Thị Trang đang dẫn trước Taiwan với cách biệt 3 điểm. Lượt cầu thấp tay. Tiếp tục là tình huống đập cầu rút lưới, 5-1 cho Vũ Thị Trang. Ở sân bên cạnh chúng ta có thể thấy được Lê Đức Phát lúc này cũng đang chuẩn bị bước vào trận đấu của mình. Lê Đức Phát cũng đang theo dõi trận đấu đơn nữ tứ kết giữa Vũ Thị Trang và Taiwan. Sân số 3 thì Đức Phát sẽ chạm trán với tay vợt rất mạnh của Indonesia, đó là Dwi Adoyo. Đổi giao cầu cho Taiwan. Những bò nhỏ cầu không qua lưới của Vũ Thị Trang. 2-5. Sân bên cạnh lúc này thì Lê Đức Phát đang chuẩn bị bước vào trận tứ kết đơn nam của mình. Trận đấu gặp Chico Dwi Adoyo, tay vợt rất mạnh của Indonesia. Hy vọng rằng Lê Đức Phát sẽ thi đấu với một tinh thần thoải mái và phong độ cao nhất. Tình huống bỏ cầu không chính xác của Vũ Thị Trang, thêm một điểm nữa cho Taiwan, 3-5. Điểm số tiếp tục được rút ngắn cho Taiwan ở game 2. Yêu cầu thấp tay. Cú lốp không thực sự hợp lý của Vũ Thị Trang, đúng với tầm đập cầu đến từ Taiwan. Rất đáng tiếc cho Vũ Thị Trang của chúng ta. 4-5. Sau khi để dẫn 5-1 thì bây giờ Taiwan đã có được 3 điểm liên tiếp. Cầu ngoài rồi. Lúc cầu hơi mạnh của Vũ Thị Trang. Điểm số 5 đều rất nhanh. Taiwan đã san bằng được điểm số trong game 2. Sáu năm cho Vũ Thị Trang. Lần này thì Vũ Thị Trang đã bỏ cầu chính xác. Không qua lưới. Thêm một điểm nữa cho Vũ Thị Trang. 7-5.
Buddhichang nhiều hơn Chai Wan của Thái Lan 9 tuổi. Đội tuyển của Thái Lan năm nay mới 22 tuổi, sinh năm 2001. Sự trẻ chính là yếu tố mà Chai Wan đang có được lúc này, di chuyển rất nhiều. Một cầu chéo sân, cú trái của Buddhichang rất tốt, đội nhỏ hiểm hóc. Công ngoài, 3 điểm liên tiếp cho Vũ Thị Trang. Điểm số lúc này là 8-5. 8-5 cho Vũ Thị Trang trong game 2. Tại SEA Games 27, tại SEA Games 27 năm 2013 thì Vũ Thị Trang của Việt Nam đã giành được huy chương đồng nội dung đơn nữ. Đến lúc này thì qua các kỳ SEA Games, Việt Nam chúng ta chưa có được tấm huy chương vàng hay huy chương bạc nào ở một cầu lông. Thành tích tốt nhất của cầu lông Việt Nam có SEA Games lúc này vẫn là những tấm huy chương đồng mà thôi. Bây giờ là một điểm số tiếp theo dành cho Vũ Thị Trang, 9-5. Cú smart rất nhanh và hiểm hóc của Vũ Thị Trang, 4 điểm liên tiếp cho tay vợt Việt Nam. Cơ hội rất tốt để Chai Wan ghi điểm, 6-9. Qua kỳ SEA Games thì lúc này Thái Lan đang là đội có được nhiều huy chương vàng thứ 3, chỉ sau Malaysia và Indonesia. Họ đã có được 37 huy chương vàng qua kỳ SEA Games. Đội giơ cầu cho Vũ Thị Trang. Điểm cho Chai Wan, đội giao cầu 70. Một nước cầu dọc dây, phần cuối sân rất hiểm hóc của Chai Wan. Rất hiểm hóc, bỏ nhỏ tốt của Buddhichang. Sức dướn và khả năng cứu cầu tuyệt vời đến từ Chai Wan. Thêm một điểm nữa cho vận động viên của Thái Lan, 80. Dường như sau mỗi tình huống mà Chai Wan cứu cầu ngoạn mục thì Vũ Thị Trang chúng ta lại bị tâm lý. Một pha đánh hỏng không đáng có của Vũ Thị Trang. Dù sao thì lúc này tay vợt của Việt Nam vẫn đang dẫn điểm trước Chai Wan ở game 2. Cơ hội đập cầu. Rất nhanh nhẹn Chai Wan di chuyển, không biết mệt mỏi. Cú lốp cầu giải tỏa áp lực dành cho Vũ Thị Trang. Rất hiểm hóc nhưng may cho Vũ Thị Trang, đó là một tình huống đập cầu không qua lưới. Một pha đập cầu chéo sân cực nhanh của Chai Wan. Như vậy vừa rồi đó là một tình huống leo lưới, may mắn lại dành cho Chai Wan. Ở góc quay dọc sân này thì thật khó để xác định cầu đã leo lưới hay chưa, nhưng đó là một tình huống mà cầu đã leo lưới, may mắn dành cho Chai Wan, 9-10. Bây giờ cách biệt chỉ còn là một điểm mà thôi.
Tại game 1 trận tứ kết đơn nam ở sân số 2 lúc này thì Lê Đức Pháp đang để cho Wadoyo của Indonesia dẫn 11-2. Rất khó khăn cho các tay vợt Việt Nam. Dù là SEA Games đấu trường Đông Nam Á thôi, nhưng đây lại là nơi quy tụ những quốc gia có các vận động viên hàng đầu của châu Á cũng như viên đạt thứ hạng cao mà xếp hạng thế giới. Lý Tràng vẫn chưa thể có được tình huống được cầu kết thúc. Điều cầu cuối sân. Rất hay. Đó là một pha xử lý được cầu dọc dây tuyệt vời của Vũ Thị Tràng. 11-9. 11-9 cho tay vợt của Việt Nam. Bây giờ thì khoảng cách về điểm số đang là 2 điểm. Chúng ta cùng hy vọng Vũ Thị Tràng có thể giành chiến thắng ở game 2 này. Dẫu biết rằng Chai Wan là tay vợt rất mạnh của Thái Lan. Tay vợt đang xếp hạng 23 thế giới. Thứ hạng còn cao hơn cả Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam. Dù vậy thì luôn tiềm ẩn rất nhiều những bất ngờ ở những giải đấu. Những giải đấu như thế này. Chỉ một trận đấu thôi cũng có thể giúp cho các tay vợt làm nên bất ngờ. Thất bại của Thùy Linh trước tay vợt Wadoyo đến từ Indonesia, một tay vợt có thứ hạng thấp hơn Thùy Linh. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng hy vọng là Vũ Thị Tràng cũng có thể làm nên bất ngờ trước Chai Wan. Lúc này thì ở sân số 2, Lê Đức Phát cũng đang thi đấu tứ kết đơn nam với Wadoyo của Indonesia. Phòng thủ tốt. Cầu ngoài rồi, rất đáng tiếc cho Vũ Thị Tràng. Đối giao cầu cho Chai Wan. Hy vọng rằng Vũ Thị Tràng tiếp tục giữ được một lợi thế dẫn điểm như thế này. Giao cầu không qua lưới, điểm cho Vũ Thị Tràng 12-10. Cách biệt đứng lên 2 điểm và giải tỏa phần nào sức ép cho Vũ Thị Tràng trước sự bám đuổi rất quyết liệt ở game 2 của Chai Wan. Cầu nhỏ không thành công. Cầu không qua lưới, rất đáng tiếc cho Vũ Thị Tràng. Cảm giác cầu uống màu nhỏ này thiếu đi một chút lực. 11-12 cho Chai Wan. Được cầu tấn công của Chai Wan. Vũ Thị Tràng vẫn đang phòng thủ tốt. Chai Wan đang điều cầu và tìm ra góc được cầu chéo sân thuận lợi nhất. Đó là cách đánh mà Chai Wan đã làm tốt. Nhưng đây là thời khắc của Vũ Thị Tràng với khoảnh khắc điều cầu chạy tay tuyệt vời. 13-11 cho tay vợt của Việt Nam. Không có một cơ hội nào cho Chai Wan có thể cứu cầu ở tình huống này. Cú đè lưới quá hay của Vũ Thị Tràng. Khoảng cách lại là 2 điểm, 13-11 cho tay vợt của Việt Nam. Vũ Thị Tràng đang có cơ hội ở trong game 2 này. Tay vợt của Việt Nam đang dẫn điểm trước Chai Wan.
Đầu cầu tốt của Vũ Đình Trang. Rất tự tin. Chúng ta đang thấy được sự tự tin của Vũ Đình Trang. Lúc cầu cuối sân. Cầu ngoài. Thêm một điểm nữa cho Vũ Đình Trang của Việt Nam. Dường như là Trai Hoan đang bế tắc trong việc xử lý cầu tấn công. Trai Hoan thường điều cầu vào hai góc sân cũng như sát lưới liên tục và tìm ra cơ hội thực hiện cú smart chéo sân. Nhưng Vũ Thị Trang của chúng ta luôn có những tình huống phòng ngự điều cầu rất khó. Hơi đáng tiếc về cú trái vừa rồi. Cú trái mà đáng ra Vũ Thị Trang có thể làm tốt hơn. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn đang dẫn trước với điểm số 14-12. Đội giao cầu về Trai Hoan. Vũ Đi Trang đang có một game đấu thứ hai xuất sắc. Vận động viên sinh ra tại Bắc Giang lúc này đang dẫn trước Trai Hoan của Thái Lan 14-12 trận tứ kết đơn nữ SEA Games 32. Điều cầu tốt. Cầu ngoài, thêm một lỗi đánh hỏng nữa của Trai Hoan. 15-12 cho Vũ Thị Trang. Giờ có thấp tay tốt. Không được rồi. Vừa rồi thì Trai Hoan đã bắt bài và thực hiện cú bỏ nhỏ rất nhanh. Vũ Thị Trang đã lùi mất một bước và không có cơ hội để cứu cầu. 13-15 cho Trai Hoan đuổi giao cầu. Thêm một điểm nữa cho Trai Hoan. 14-15. Một lỗi đánh hỏng nữa của Vũ Đình Trang. Ngoài. Đó là cú smart dọc dây ra ngoài của Trai Hoan. Điểm cho Vũ Đình Trang của Việt Nam 16-14. Thời điểm mà Trai Hoan đã giành được 2 điểm liên tiếp trước đó thì Vũ Đình Trang của chúng ta đã có được điểm số nhờ lỗi đánh hỏng của Trai Hoan. Và bây giờ thì chúng ta lại có lợi thế dẫn điểm với cách biệt là 2 điểm. Có thể thực hiện cú smart không? Trai Hoan lốp cầu rất chuẩn. Quá hiểm học với một cú đập cầu chéo sân như vậy. Trai Hoan thường có những tình huống đập cầu giấu tay rất khó chịu, đột ngột thay đổi tốc độ và khiến cho đối thủ ở phần sân bên kia không kịp để phòng ngự cũng như cứu cầu. 15-16 và bây giờ cách biệt chỉ còn là một điểm. Dù sao thì lợi thế vẫn nằm trong tay của Vũ Đình Trang. Tại vì Việt Nam đang có cơ hội để giành chiến thắng ở game đấu thứ hai này. Phòng thủ tốt. Rất khó. Nhưng Vũ Thị Trang của chúng ta đang phòng ngự tuyệt vời. Vẫn cứu được cầu. Bó nhỏ. Rất hiểm học. Quá khó cho Vũ Thị Trang. Thêm một điểm nữa cho Trai Hoan. Và bây giờ thì tay vợt của Thái Lan đã săn bằng tỷ số 16 đều. Vũ Thị Trang điều cầu không tồi. Nhưng phải nói là Trai Hoan quá hay.
sau quãng thời gian dẫn điểm liên tục thì bây giờ Vũ Đình Tràng của chúng ta đã bị san bằng điểm số 16 đều. Lê Đức Phát của chúng ta đã để thua game 1 trước Ngoại Đô Dô trận tứ kết đơn nam. Và bây giờ tiếp tục đang để dẫn điểm ở game 2 với điểm 6-8. Smart tốt của Vũ Thị Trang. Smart dọc dây 17-16 cho tay vợt của Việt Nam. Rất bất ngờ. Có lẽ là chính Trai Hoàn cũng không thể nghĩ rằng Vũ Thị Trang có thể quyết đoán tung ra một cú đập dọc dây như vậy. Chúng ta cần một tinh thần như vậy đến từ Vũ Thị Trang. Thực sự thoải mái, quyết đoán và không e ngại đối thủ. Dù cho Trai Hoàn là một tay vợt xuất sắc, ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng SEA Games 3. Quá tiếc với tình huống giao cầu vừa rồi 17 đều. Sau một pha tấn công hay thì Vũ Thị Trang lại mắc lỗi không đáng có. Cơ hội là vẫn còn cho chúng ta. Tình huống trả giao cầu tốt nhưng sau đó thì Vũ Thị Trang lại đập bóng. Trả giao cầu rất tốt và đó là cơ hội để Vũ Thị Trang có thể kết thúc được điểm số, nhưng tay vợt của Việt Nam lại đập cầu rút lưới. 18-17 cho Trai Hoàn. Rất đáng tiếc cho Vũ Thị Trang. Không sao cả, bây giờ thì thời gian để sửa chữa sai lầm vẫn còn. Tay vợt của Thái Lan phòng ngự rất ngoạn mục. Quá khó. Thực sự là quá khó. Chúng ta cùng xem lại cú thả cầu có thể nói là hiểm hóc của Trai Hoàn. Vũ Thị Trang đã nhòi người hết cỡ rồi, cũng không thể đưa được cầu sang phần sân của Trai Hoàn. Vận động viên sinh năm 2001 rất trẻ nhưng đầy tài năng và bản lĩnh đến từ Thái Lan. Bây giờ thì Trai Hoàn đã dẫn trước Vũ Thị Trang 19-17. Ở game 1 thì Vũ Thị Trang để thua 18-21. Lúc này ở sân số 2 thì Lê Đức Phát cũng đang bám đuổi rất quyết liệt với Wadoyo của Indonesia game 2. 10-11, chúng tôi vừa nhìn thấy điểm số được hiện lên trên bảng điện tử. Lê Đức Phát đã để thua ở game 1 với tỷ số đậm trước Wadoyo. Bây giờ chúng ta trở lại với trận tứ kết đơn nữ. Thể lực đang ảnh hưởng rất nhiều. Vũ Đình Trang không có được nền tảng thể lực sung mãn ở lúc này so với Trai Hoàn, vận động viên trẻ hơn. Match point dành cho Trai Hoàn của Thái Lan. 20-17. Cầu ngoài rồi, rất đáng tiếc với pha xử lý vừa rồi. Và như vậy là Vũ Thị Trang của chúng ta đã phải nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước Trai Hoàn của Thái Lan. Điểm số các game là 18-21 và 17-21. Đây là một kết quả cũng không bất ngờ. Thì Vũ Thị Trang không được đánh giá cao bằng vận động viên rất mạnh của Thái Lan là Trai Hoàn. Nhưng chúng ta cũng phải dành những lời khen cho Vũ Thị Trang. Cả hai game thì tay vợt của Việt Nam đều có được những điểm số và một thế trận không hề thua kém so với Trai Hoàn. Chúng ta chỉ để thua ở thời điểm quyết định mà thôi. Như vậy là đại diện cuối cùng của Việt Nam, nội dung đơn nữ một cầu lông SEA Games 32 là Vũ Thị Trang cũng bị loại sau khi Thùy Linh nhận thất bại trước đó. Tay vợt của Indonesia là Wadoyo. Có thể nói là một kỳ SEA Games không thực sự thành công với các tay vợt nữ Việt Nam, nhưng chúng ta sẽ cùng hy vọng Vũ Thị Trang, Vũ Thùy Linh sẽ tiếp tục
thi đấu tốt ở những giải đấu tiếp theo. Trước mắt chúng ta sẽ là những trận đấu khác ở một cầu lông tại SEA Games 32 sẽ diễn ra ngay sau đây.